những thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô vừa được ký kết giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và doanh nghiệp Việt Nam. 21,3 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận hợp tác kinh tế này có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ? Vâng, thưa quý vị, 21,3 tỷ đô la Mỹ chính là giá trị thỏa thuận hợp tác kinh tế vừa được ký kết ngay trong ngày hôm nay, ngay sau cuộc hội đàm vào trưa nay tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ba hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã ký hợp đồng mua 110 máy bay Boeing, bảo dưỡng động cơ với tập đoàn General Electric và tập đoàn Sabre của Mỹ. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh. Mua 10 máy bay Boeing 787 Dreamliner với giá trị gần 3 tỷ đô la Mỹ là thỏa thuận của hãng không Bamboo Airways với tập đoàn Boeing. Đây là dòng máy bay tiên tiến của Boeing với nhiều tính năng vượt trội, cho phép bay tầm xa với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải ra môi trường lên đến 20% so với trước đây. Vậy là với việc sẽ sở hữu 30 chiếc máy bay thân rộng cùng với sự hỗ trợ từ Boeing, Bamboo Airways đang hoàn thiện các thủ tục để có thể khai trương đường bay thẳng Việt Nam - Hoa Kỳ vào cuối năm 2019 và đầu 2020. Họ có hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều cái các hạng mục, có những cái mô hình mô phỏng buồng lái của máy bay để mà phục vụ cho chúng tôi đào tạo phi công ở tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đặt cái hangar rất là lớn tại trước mắt là chúng tôi đặt ở tại sân bay Vân Đồn để mà tập trung đào tạo bảo dưỡng máy bay cũng như là đào tạo kể cả đào tạo phi công, đào tạo tiếp viên cho hãng Bamboo Airways. Tổng giá trị các thỏa thuận và hợp đồng được ký kết dịp này giữa ba hãng hàng không của Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ lên tới 21,3 tỷ đô la Mỹ. Và trong buổi tiếp tập đoàn Boeing chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong ngành hàng không, vào quan hệ thương mại Việt-Mỹ trong nhiều năm qua.